Một thông tin đáng chú ý được nhiều bà nội trợ quan tâm, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập về hơn 62.000 tấn thịt gà từ Mỹ với giá trung bình chưa tới 18.000 đồng một ký, con số này được Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính xác nhận. Loại thịt gà nhập Mỹ chủ yếu là đông lạnh, loại nguyên con, đùi gà, cánh và chân gà công nghiệp. Trước đây giá gà Mỹ nhập vào Việt Nam cũng chỉ khoảng 19.000 đến 23.000 đồng một ký. Hiện trên thị trường tại các siêu thị lớn, siêu thị tiện lợi, giá đùi gà cánh gà dao động từ 38.000 đến 65.000 đồng một ký, trong khi đó, giá gà ta tươi sống trên thị trường hiện vào khoảng 110.000 đến 150.000 đồng một ký. Theo các chuyên gia, dù thói quen ăn uống của người tiêu dùng Việt thích đùi gà, song phần đùi gà thường ít chất dinh dưỡng hơn so với lườn gà.